Con xin chào cha và xin chào cộng đoàn ạ. Con là du xe Trần Văn Tiến ạ. Con đến từ giáo xứ Yên Mỹ, giáo phận Bắc Ninh của giáo hạt Tây Nam ạ. Và hiện tại thì con đang ở Hà Nội. Và ngày hôm nay đến đây thì con muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của anh trai ruột của con và những cái điều mà con vừa cảm nhận ở thời gian gần đây ạ. Mấy năm về trước thì anh con có bị u máu ở đằng sau tai và rất là nặng. Cũng chuyển rất là nhiều bệnh viện ở Hà Nội và bác sĩ thì quyết định cái việc mổ ấy, tức là cứ lên cái kế hoạch mổ xong lại dừng lại và cũng bàn bạc với gia đình rất là nhiều và bố mẹ con cũng rất là lo lắng, bởi vì là bác sĩ cũng nói là ở cái trường hợp này nếu mà mổ ấy, nếu như thành công thì cũng sẽ bị liệt hoặc là ảnh hưởng đến não, còn mà cái tỷ lệ thành công rất là thấp. Thì cái lần cuối cùng mà quyết định mổ thì là mẹ con cũng cũng suy nghĩ, bởi vì là còn phải chờ một cái mũi tiêm ở nước ngoài về, thì nếu như không tiêm bên đấy thì máu nó sẽ không đông được và sẽ rất là dễ tử vong. Thì trước lên bàn mổ thì mẹ con lại xin bác sĩ là không mổ nữa, và mẹ con có xin đến lòng thương xót Chúa. Thì anh con bị như vậy thì nó ảnh hưởng đến dây thần kinh và gần như là đầu rất là nặng và không cử động được nhiều. Thì hôm đấy xin về như vậy và xin lòng thương xót Chúa thì tự dưng là nó cái u đấy nó tẹt đi luôn, và anh con bắt đầu nói chuyện được và dễ dàng hơn. Thì một vài ngày sau thì ở nhà và không có dùng thuốc ạ, một vài ngày sau thì nó tự khỏi hoàn toàn, và bác sĩ có hàng năm thì đến hiện tại bác sĩ vẫn mời anh con đến bệnh viện vào những cái buổi mùa hè ạ, thì mời đến bệnh viện và mời các bác sĩ nước ngoài về để chụp chiếu lại để xem là lý do tại sao mà nó lại tự dưng khỏi được như vậy. Và tất cả đều không ai tin, tức là các bác sĩ đều không ai có thể giải thích được là tại sao mà cái bệnh đấy nó lại có thể tự dưng như vậy và không can thiệp bất kỳ một cái công nghệ nào. Còn con thì đây còn con thì đây là lần đầu tiên mà con được đến với giáo điểm tin mừng nhờ vào mẹ của con. Thì trước khi ngày bay từ Hà Nội vào Sài Gòn là đêm ngày 11, bởi vì sáng ngày 12 là con bay vào đây, thì con lại bị tình cờ là con bị nổi một cái mụn mà sưng rất là to ở khu vực này, sưng rất là to và nó căng ở khu vực này, đây ở khu vực bên dưới môi ạ, thì nó rất là sưng rất là to và nó cứng và nó tấy đau, cũng như là mình bị lệch một phần môi ạ. Cho nên là từ khi ra sân bay là con toàn phải đeo khẩu trang thôi. Và cái công việc của con là làm về biểu diễn, nên là cái ngoại hình thì cũng phải quan tâm nhiều hơn, nên là cũng hơi lo. Thì khi vào đến đây thì hôm đấy con lại rất là may, con được ngồi ở đầu tiên luôn, và con là người đầu tiên được cha đặt tay cũng như là vẩy nước thánh. Thì ngay sau đó, chỉ khoảng một lúc sau thôi, thì con và mẹ con đều nhìn thấy là cái vết đấy nó đã giảm hoàn toàn rồi và nó mềm rất là nhiều. Thì đến tối khi về ăn cơm là nó hết sạch và không còn cái gì nữa. Đấy là con làm về cái nghề gì, gọi là nghề biểu diễn, thì là con làm nghề gì? Con tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội ạ. Hiện tại thì con làm diễn viên tự do và làm ca sĩ ạ. Làm ca sĩ? Tên con là gì? Con là Trần Văn Tiến ạ, và mọi người có thể gọi con là Trần Tiến cũng được. Có nhạc sĩ Trần Tiến, bây giờ có thêm cậu bé Trần Tiến, con có biết hát một bài nào để hát tặng cho mọi người trong ngày hôm nay không? Dạ, con xin hát một đoạn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đắp đền thế nào, để cho cơn sưng Chúa ơi, để cho cơn sưng Chúa ơi. Cái dân dở vậy thì nó mới còn chút gì để nhớ, để thương, để cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Để nhiệm vụ của con, cha giao cho con một cái sứ vụ, đó là trong giới nghệ sĩ, trong giới ca sĩ, trong giới showbiz biểu diễn, họ chưa được biết đến lòng thương xót Chúa. Mà hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón một trong những con người đang làm trong cái ngành nghề đó. Không có nghề nào xấu, chỉ có con người xấu mà thôi. Cho nên nhiệm vụ của con là con đi loan truyền, giới thiệu lòng Chúa thương xót bằng cách nào đó Chúa soi sáng cho con.
để trong giới nghệ sĩ, giới biểu diễn để biết được cái lòng thương xót Chúa, mà thay vì họ dùng những đồng tiền để tiêu pha vào những chuyện quá sức là phí phạm, họ biết dùng những đồng tiền ấy để làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Thay vì đi một cái đôi giày đáng giá cả 300 triệu, một cái bóp với ca da cá sấu 200 triệu, một cái nhẫn khoảng hơn 2 tỷ, một cái xe 14 tỷ để họ sâu lên, thì ước mong gì họ bắt chước được những người giàu ở bên nước ngoài, họ biết dùng cái số tiền ấy để làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo, như là Đức Giêsu đã phận là một vật Thiên Chúa vô cùng giàu có. Cỡ chúng con ăn thua gì với Thiên Chúa hết. Một Thiên Chúa vô cùng giàu có, trong bài đọc 2 chúng ta nghe, nhưng Ngài đã hủy hết tất cả, không dành cho mình địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, không dành lấy giữ lấy cho mình tất cả cái gì, mà hủy mình ra không, mặc lấy xác người phàm, như là một kẻ tội lỗi, chết trần truồng trên thập giá chỉ vì yêu thương con người. Và chính vì thế mà Thiên Chúa siêu tôn Đức Giêsu lên, vượt lên trên mọi danh hiệu. Khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải bái quỳ. Đây là Đức Giêsu Cha gửi tặng cho con, để con đi về con làm công việc của loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là làm quà nhờ mẹ đến với Chúa, đây là tâm thư lòng nhân hậu, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây, con có dám đeo chẳng Chúa này con đi biểu diễn không? Có chứ. Đây, đeo lên, mai cho gặp Trần Tiến mà không đeo là mày chết. Thưa anh chị em, thực sự thì tôi thấy cũng có những cô ca sĩ cô đeo cây thánh giá, nhưng mà thà đừng đeo thì hơn. Vì đeo cây thánh giá trên một bộ ngực trễ tràng, rồi thì nhảy nhót tưng tưng, Chúa bảo tao mệt quá, nó hành tao trên thập giá chưa đã sao mà bây giờ nó đắt bắt tao đeo, nó đeo vào ngực rồi nó cứ nhảy tưng tưng như thế này, sao tao trụ nổi đây. Cho nên thà đừng đeo thì hơn. Rồi mời